Vị chay nha. Cà rốt, khoai lang, chiên lên. Khoai môn chưa chiên kịp nhiều quá, nấm đùi gà, hành tây. Nguyên liệu đó, nguyên liệu dùng của nó là xả băm nghiến, 5 cây xả băm nghiến. Còn mấy cây cây này để băm nghiến nha. Xả đi hành ba rô băm nghiến. Ở đây bột cà ri. Bột cà ri. Hạt màu đều. Dừa, dừa nạo chúng mình bắt lên nước cốt. Cái sữa tươi không đường. Tươi không đường. Một cây đậu hũ kỳ chiên giòn. Đậu hũ viên chiên. Nấm đông cô ngâm. Nấm đông cô ngâm lên. Hạt màu đều nè, xả băm nghĩa nè, xả cây nè, cái bột cà ri vào đây mình xào lên nha, xào cho nó thơm lên, thơm lên, thơm lên nha, bột cà ri thơm lên, đi cho nó thơm lên, đi khoảng 2-3 phút ạ. Dầu hạt điều. Rồi ba cái xả, bốn cái xả chưa băm nghiến và cây xả băm nghiến. Cây xả băm nghiến mà em cho vô, tiếp tục em cho vô rau củ quả vừa nãy mình chiên sơ nè. Khoai môn nè, khoai lang, cà rốt nè. Mình cho tất cả vào đây mình xả đều lên. Rồi đã ngấm gia vị thì mình đổ vô cái nồi, bắt đầu mình tiến hành nấu cà ri nha. Nấu cà ri thì mình cho vô cái nồi khác và cho nước của cái trái dừa già vô thì ngon. Mình hôm nay mình không có chuẩn bị được nước dừa già, mình cho nước bình thường ha, xong mình nấu đun sôi lên. Thêm mình mới cho cả nấm đông cô mình cho vô luôn.
nước cốt dừa nè, mấy bịch sữa tươi không đường vào nữa ha. Cho nó gri nó béo để cho nó sôi thêm lần nữa ha. Mình bạn lửa nhỏ nhỏ riu riu nữa ha. Một muỗng đường, hai muỗng muối, một muỗng bột hạt, hạt nêm chay, đường, muối, hạt nêm ha, mình nêm vào nồi, nêm cho vừa ăn, cho sôi lên, lần nữa lên ha, ninh riu riu nữa. Cho rau